Ngày 12 tháng 9, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh có buổi làm việc tại Ủy ban nhân dân phường Thanh Sơn nhằm kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Hiện trên địa bàn phường có 174 cơ sở sản xuất kinh doanh liên quan đến an toàn thực phẩm thuộc ngành y tế quản lý, trong đó có 118 cơ sở dịch vụ ăn uống. Số cơ sở do phường quản lý là 38 cơ sở. Ngoài ra, phường có 324 cơ sở sản xuất kinh doanh và chăn nuôi do ngành công thương quản lý. Những năm qua, phường Thanh Sơn đã nghiêm túc triển khai các chỉ đạo hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm, duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm, tăng cường quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực này. Tính từ năm 2017 đến nay, phường đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm tại 384 lượt cơ sở do ngành y tế quản lý, kiểm tra các bếp ăn tập thể, phối hợp kiểm tra rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông thủy sản, các cơ sở chế biến dầu ăn, rượu, bán thịt lợn. Cũng trong thời gian qua, trên địa bàn phường không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao cố gắng của phường Thanh Sơn trong công tác quản lý lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Đoàn lưu ý địa phương tiếp tục tăng cường quản lý, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở và xử phạt các trường hợp bày bán thức ăn đường phố không đúng quy định, đặc biệt tại các cổng trường học, kiểm soát tốt nguồn gốc xuất xứ của các mặt hàng rau củ quả, các mặt hàng thực phẩm, đặc biệt là mặt hàng ăn uống được tại chợ. Trước đó, tại bếp ăn của Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí do Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Hoàng Gia làm chủ đầu tư, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành kiểm tra quy trình chế biến, lưu mẫu thức ăn, các hồ sơ liên quan đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.